La 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 la, Trung thu đã đến, mọi người hãy đến đây để chơi. Nhớ phần quà của Mobile Legends nào. Ôi dồi ôi. Ai ôi, chủ nhân, sao chủ nhân lại đánh em? Mày ra đằng kia mà nói, nói gần đây á, tiếng tay tao. La la la, lên đây để nhận phần thưởng nào. Ai để chúng mày đi đâu? Bọn tôi đi tham gia trò chơi của Mommy Long Lét. Cái gì vậy? Chúng mày đi tham gia trò chơi của Mommy Long Lét à? Có thắng nổi đâu mà chơi. Đi về đi. Đây là cuộc chơi công bằng, ai cũng có quyền được tham gia. Thôi, bọn tôi đi trước đây. Bye bye. Chúng mày định cướp đèn ông sao khổng lồ của bọn tao á? Không dễ giữ thế đâu. Bà già, xử chúng nó. Lần này chúng ta phải cố gắng để giành được đèn trung thu khổng lồ. Đúng rồi, yeah, yeah. Chúng ta mau đi thôi, không muộn giờ mất. Để các cậu, tao xem chúng mày đi nhanh kiểu gì. Ai đau quá. Chúng mày định đi trước á. Ôi, không có đâu bé ơi. Scary, đi. Nhanh không đến muộn. Các cậu có sao không? Tôi không sao, đi thôi, không muộn đấy. Lo lo lo, mệt quá, sao thông báo mãi mà chả thấy ai đến vậy? Ông ta đây rồi. Ừ, vào đây, vào đây. Wow. 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 Đó, nhìn thấy chưa? Siêu to, siêu to. Wow, cái lồng đèn này mà đi chơi trung thu, hiểu sảy. Này bố Milo lên, chơi trò gì? Bắt đầu luôn đi, vẫn còn thiếu người, chưa bắt đầu được. Bọn tôi cũng muốn tham gia. Bọn tôi cũng muốn tham gia. Vào đây nào. Cái đội này nhá, rất chi là lề mề, mất thời gian, không cho chơi nữa. Bạn ơi, sợ nên bỏ cuộc rồi mà. Đến đây làm cái gì? Chắc cơ, bọn ta sẽ nhất định giành được đèn lồng siêu to khổng lồ. Ba đứa chúng mày mà đều giành chiến thắng á. Bọn tao chiến thắng này. Tao thắng. Bọn tao. Này, biến hết cả đầu, nghe tao phổ biến luật chơi đây này. Bây giờ các người phải chia làm hai đội, sau đó phải vượt qua các thử thách mà ta đề ra. Ai là người cuối cùng giành chiến thắng thì sẽ nhận được chiếc lồng đèn siêu to khổng lồ này. Trò chơi bắt đầu. Chào mừng các người đến với trò chơi thứ nhất mang tên truy tìm thẻ bài trong khu rừng ma. Ma. Ôi các cậu ơi, trong khu rừng này có ma đấy. Hai đội nghe này, mỗi đội sẽ cử ra một người vào trong khu rừng tìm thẻ bài. Trong vòng 5 phút, đội nào tìm thấy trước sẽ giành chiến thắng, đội còn lại sẽ thua cuộc và sẽ bị loại. Bây giờ hai đội chọn ra một người chơi đi. Ta, để ta tham gia. Được. Khoan, tớ là tớ đề cử. Hi ha. Ơ, sao lại là tớ? Tớ cũng đề cử hi ha. Nè chút cơ, thằng Flip bị bên kia ngu lắm. Mà để thua cuộc à, ta bẻ cổ. Rồi, bắt đầu. Thằng này, mau đi đi, hết giờ rồi. Coi rồi, dám phải bom rồi. À, có cách rồi. Thấy rồi, ở đây này. Tìm thấy rồi, dê cho cơ. Lại thua rồi. Lại thua rồi. Đã bảo đề cử hi ha thì không nghe. Ui. Đây rồi. Này, Blippi, lại đây anh bảo. Joker, anh gọi em á. Mau lại đây. Anh gọi em à. Này Blippi, anh sẽ dành cơ hội đi tiếp cho em. Ồ, anh Joker, thật cả anh. Ôi, anh Joker. Blippi. Joker, ông làm cái gì đây? Joker, tao là người tốt. Tốt cái gì, Joker? Em cảm ơn anh nha. Bây giờ, chúng đặt chân vào đây, xong để anh lên kia. Cho anh đi, thì mới được bỏ chân ra, nhớ đi. Dạ vâng. Nhớ kỹ đi. Nhớ lấy nha. Thẳng rồi nha. Ui. Đúng là thằng ngu. Ta đi đây. Flippy, cậu có làm sao không? Thằng ngu lại bị lừa. Bạn mày, ai quy cũng chỉ thế thôi. Thua cuộc là đúng rồi. Này, Flippy, đứng dậy đi. Đứng dậy đi mà. Flippy ơi. Tao không sao. Đi tìm đâu bây giờ nhở? Tìm đâu mới được nhỉ? Thôi, cứ đừng thiệt nữa.
biết kết quả thôi. Linh đỡ, loại rít mi. Yeah, tôi thắng mà. Yumi, Hiha, cứu tôi với, cứu tôi. Rít mi. Mommy lồng lét, ta không thể chấp nhận kết quả đấy. Không tiếp nhận thì thôi, trò chơi tiếp theo bắt đầu. Yeah, chào mừng các người đến với trò chơi thứ hai. Bịt mắt đoán vật. Trên bàn có hai chiếc hộp, mỗi đội cử ra một người để đoán đồ vật bên trong. Đội nào đoán được nhiều đồ vật nhất sẽ giành chiến thắng. Nghiêm cấm, đội nào mà chơi ăn gian sẽ bị loại. Loại? Bây giờ cả hai đội cử ra một người chơi đi. Yumi, trò này cứ để tớ là thiên tài đoán vật mà. Thế cậu chơi nhá. Ừ, tôi chơi trò này. À, Hiha chơi à? Thế còn đội bên này? Hôm trước tôi chơi rồi, trò này đến bà đây. Dù chi, tôi chơi. Đầu tiên, hai thí sinh hãy vào vị trí rồi bịt mắt lại. Này. Hai thí sinh đã sẵn sàng chưa? Trò chơi bắt đầu. Bên nào? Đây, đây mà. Đúng rồi, cái hộp đấy. Thở tay xuống. Oh yeah. Hiha cố lên, Hiha cố lên. Ơ, cái gì đây? Sao nó cứ cứng cứng mà lại còn dài dài thế hả? Ôi, cái gì mà nhiều lắm thế trời? Ôi, cái gì thế này không biết. Ôi, hình như đoán ra rồi. Đây là khẩu súng. Trời ơi, sao không đoán đi? Khổ đoán lắm. Muốn già này nữa. Yeah, thắng rồi, kèo này thắng chắc rồi. Đoán nhanh lên. Đừng đặt đi quá sớm, chưa chắc đã thắng đâu. Nhanh lên. Hả, lại đoán ra rồi. Bánh donut. Yeah, nó sắp thắng rồi. Trời ơi, chắc ơi. Cái con mụ già vô dụng này nữa. Cố lên. Mommy, cái gì? Chị nhận cho em vui à? Tao thiết. Ok. Hai thí sinh chơi tiếp đi nha. Chắc chắn là thắng rồi. Bồ mãi, không biết đây là cái gì nhỉ? Cái này là cái gì mà khó đoán thế nhỏ? Chắc gì nghĩ tí không ai biết đâu. Tao biết đây là cái gì rồi. Cúp đi. Mommy lồng lên. Chị ăn gian à? Đi ha, thuốc thuốc. Đi về đây. Hiha. Ừ, thắng rồi à? Thắng rồi. Ừ, thế đã nói được gì đâu mà thắng. Cậu nói gian lận. Hiha, sao cậu lại chơi gian lận như thế? Mới chỉ tí hí có một xíu thôi mà đã bị phát hiện rồi ấy. Hiha, cậu đúng là. Hai bên nghe rõ kết quả, cả hai người đều thua cuộc. Sao lại thế? Joker đã hối lộ ta bằng một gói bim bim. Tại ông đi. Còn Hiha thua cuộc vì tí hí. Lính đỏ, đưa hai người này đi. Đi. Yumi ơi, nhớ thắng lấy đèn lồng siêu to khổng lồ cho tớ nha. Joker ơi, trả thù cho tôi. Hiha, cứ để tớ làm. Đợi tin tôi nha. Hai thí sinh vào vị trí, chuẩn bị vòng chung kết bắt đầu. Hey, trò chơi chung kết chuẩn bị bắt đầu, mang tên nhảy bao bố. Yeah. Người nào mà nhảy về đích đầu tiên thì sẽ giành chiến thắng. Thế hai thí sinh đã hiểu rõ luật chơi chưa? Rồi ạ. Chuẩn bị bắt đầu. Lên lên, cố lên. Sao nó nhanh thế nhở? Đau quá. Ngươi mà đòi cướp đồng tiền khổng lồ của ta? Không có chuyện đó đâu. Ôi mệt thế. Chả muốn thắng tí gì cả. Mau cố gắng đi nhở. Để tao cho mày thêm ít động lực nữa nha. Yêu cầu thí sinh không câu giờ, về đích đi. Ok ok. Cái gì đây? Cơ hội. Yeah, thắng rồi. Chạy ông đập lưng ông rồi. Ừ, có kết quả rồi. Hai thí sinh qua đây nào. Yeah. Vòng chung kết Yumi chiến thắng. Chốt kết thua cuộc. Yumi, đi về cùng ta nhận phần thưởng đèn lồng khổng lồ. Không biết thì thua thế nào mà lâu thế. Tớ lo cho Yumi quá, mà lo nhiều thì bụng lại đói. Mà cậu nhìn này, nhiều bim bim thế này, lấy một gói chắc không sao đâu nhỉ.
về ta còn phát cho phần quà mà chơi trung thu. Vâng. Blippi, Hi Ha, vô lại. Anh làm gì? Thấy mất rồi, chặt hộ. Mayumi, kết quả thế nào rồi? Cậu có thắng không? Tớ xin lỗi. Tớ đây lại thua rồi. Thôi đi về đi. Năm nay chả có đèn trung thu chơi rồi. Chán thật. Tớ giành chiến thắng rồi. Yeah, 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 yeah. Đây nhá, đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Cậu lên đây đây. Cá cày rất dài, cá cào qua đầu em ơi.